Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Daily AZ. Thưa các bạn, trong hàng nghìn năm qua, tra tấn là phương pháp loài người sử dụng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Dù là biện pháp trừng phạt, vì phạm tội hay khai thác thông tin, đó đều là những hình thức gây đau đớn tột cùng cho nạn nhân. Mời các bạn đến với video Top 10 hình thức tra tấn dã man nhất trong lịch sử thế giới. Số 10. Khung Judas. Thiết bị tra tấn này được thiết kế như một ghế ngồi hình kim tự tháp. Tù nhân sẽ bị trói lại, bị buộc vào hai sợi dây đóng ở tường, treo ngược lên trên và từ từ hạ xuống sao cho hậu môn nằm ngay đỉnh kim tự tháp. Việc này sẽ gây ra sự đau đớn kinh khủng cho nạn nhân. Hai chân của anh ta bị cột chặt vào nhau. Nếu một chân cử động, chân kia sẽ đông đưa theo và sẽ làm cho anh ta càng thêm đau đớn. Mục đích của việc làm này là để lấy lời khai từ tù nhân và việc bắt anh ta phải chịu áp lực và sự co giãn quá mức lên hậu môn, gây ra sự đau đớn tột cùng. Sau đó, nếu tù nhân còn ngoan cố, thì vào buổi tối anh ta sẽ bị nhốt vào ngục cho đến khi trời sáng thì tiếp tục bị đem hành hình như vậy. Nếu tù nhân không chết vì đau đớn và kiệt sức thì anh ta cũng sẽ chết vì bị nhiễm trùng, vì chiếc ghế kim tự tháp này hiếm khi được chùi rửa. Số 9. Con bò đồng. Hình phạt này bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Con bò rỗng ruột được đúc bằng đồng nghiêng chắc với một mảnh rắn được gắn với cánh cửa từ bên trong để tội nhân có thể bám vào mà chịu phạt. Trước tiên, nạn nhân sẽ bị cắt lưỡi bằng con dao sắc nhọn, lột sạch quần áo và đặt cố định trong thân con bò. Bên dưới là lửa đốt liên tục cho đến khi khối kim loại ấy chuyển từ màu vàng sang đỏ và bị nung nóng. Nạn nhân sẽ từ từ bị nướng cho đến chết. Với những tiếng gào thảm thiết vì đau đớn, con bò được thiết kế để khuếch đại tiếng rên sao cho giống với tiếng con bò đang rống. Số 8. Đóng cọc. Đóng cọc là hình thức tra tấn khủng khiếp nhất mà các bạn khó có thể tưởng tượng ra được. Tay chân nạn nhân sẽ bị trói chặt, nạn nhân sẽ bị giữ trong tư thế quỳ gối mà không thể cử động được. Một chiếc cọc nhỏ và nhọn được đâm từ dưới hậu môn của nạn nhân, từ từ xuyên lên trên. Cái cọc đó không được mài quá nhọn để nạn nhân không chết ngay mà chết một cách từ từ. Có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện hình thức tra tấn này, như dùng cọc đâm từ bộ phận sinh dục lên trên hoặc đâm xuyên qua ngực và bụng. Đến trẻ sơ sinh cũng bị chung hình phạt khi người mẹ bị cọc nhọn đâm từ phía sau ra phía trước. Sau khi đã đóng nạn nhân vào cọc, đao phủ sẽ dựng đứng cây cọc lên và nạn nhân sẽ từ từ mà trượt xuống. Tùy theo trọng lượng của mỗi người, nạn nhân có thể mất 3 ngày mới tử vong. Phương pháp tra tấn này xuất hiện vào năm 1772 trước Công Nguyên, nhưng trở nên nổi tiếng vào thế kỷ thứ 15 bởi một hoàng tử người Romania tên là Dracula. Số 7. Lột da. Đây là hình thức tra tấn dã man và xuất hiện rất lâu rồi, vào khoảng năm 883 trước Công Nguyên. Nó sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để lột đi phần da trên người nạn nhân ra khỏi cơ thể. Hình thức thường dùng nhất là dùng một con dao sắc nhọn, rạch phần da dưới cằm của nạn nhân tới ngực rồi đi thẳng xuống chân. Trong một vài trường hợp, đao phủ sẽ lột từng mẫu da nhỏ cho đến khi trên người nạn nhân không còn chỗ trống nữa. Tuy nhiên, nạn nhân lúc này vẫn chưa chết, nhưng cơ thể của anh ta sẽ hoàn toàn lộ ra phần thịt, cơ và xương. Anh ta có thể sống vài tiếng cho đến một ngày sau khi bị lột sạch phần da. Một hình thức tra tấn khác là mang nạn nhân đi phơi nắng cho đến khi ánh nắng mặt trời làm phần da tách ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, nạn nhân sẽ bị quăng vào một thùng dầu sôi, chỉ chừa phần đầu ngôi lên trên. Nước hoặc dầu sôi sẽ thấm vào cơ thể và từ từ bóc hết phần da trên cơ thể người đó ra. Số 6. Chiếc ghế đất. Đây là hình thức thường được tra tấn bởi chính phủ Syria chống lại quân nổi dậy. Khi một tù nhân đang bị bắt, họ bị đặt trên một chiếc ghế kim loại, chân và tay của họ bị kéo căng ra và cột chặt vào đầu. Cơ thể nạn nhân bắt đầu bị kéo giãn ra tối đa. Nó gây ra sự căng thẳng lên cột sống và các khớp của nạn nhân. Một tù nhân may mắn thoát khỏi trại tù của Syria kể lại toàn bộ quá trình khủng khiếp mà anh ta phải trải qua. Những tên cai ngục để anh trần truồng và treo anh trên chiếc ghế từ 8 đến 12 giờ một ngày. Trong vòng 4 ngày như vậy, anh nói, cơn đau rất dữ dội và khủng khiếp đến nỗi anh phải cầu xin những kẻ đó giết chết anh đi. Đến bây giờ, khi thoát khỏi nhà tù Syria, nhưng anh vẫn phải chịu những cơn co giật bất chợt và đó là sự di chứng cho những màn tra tấn dã man mà anh ta phải gánh chịu. Số 5. Tra tấn bằng điện thoại. Đây được coi là một trong những hình thức tra tấn dã man nhất ở thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước. Nó hoạt động bằng cách đặt một dây ngầm dưới đất vòng quanh ngón chân cái của tù nhân, trong khi một đoạn dây khác được siết chặt. Đoạn dây này được nối đến bộ phận sinh dục của nạn nhân đó. Điểm mấu chốt của nhục hình này chính là nằm ở một chiếc điện thoại khác. Chiếc điện thoại này có chức năng truyền luồng sóc điện đến sợi dây kia và gây đau đớn cho tù nhân. Ở trong tù, nếu như có nhiều cuộc điện thoại đường dài thì tù nhân càng phải chịu đựng những cơn đau nhiều hơn.
vì tính chất quá dã man, nên cuối cùng hình thức tra tấn này cũng bị cấm vào những năm 1970. Số 4. Máy nghiền đầu. Đây là dụng cụ tra tấn bao gồm một cái giá đỡ đầu và một cái mũ sắt hình tròn chụp lên đầu nạn nhân. Ở phía trên, đao phủ sẽ xoay một cái tay nắm. Ngay lúc đó, đầu nạn nhân sẽ từ từ bị nghiền nát. Xương vỡ ra từ hộp sọ, đâm vào trong óc sẽ gây ra sự đau đớn và hiển nhiên là bị xuất huyết não. Nếu đao phủ tăng thêm sự đau đớn cho nạn nhân, anh ta sẽ dùng một cây gậy đập vào đầu nạn nhân, gây ra sự đau đớn trên toàn thân. Trong hầu hết các trường hợp nạn nhân sẽ tử vong. Tuy nhiên, trước đó thì xương quai hàm của anh ta sẽ vỡ ra và hai con mắt sẽ lọt ra ngoài. Số 3. Tra tấn bằng chuột. Thử tưởng tượng bạn bị bao quanh bởi hàng chục con chuột, điều đó cũng đủ trở thành một hình phạt khiếp đảm rồi nhỉ. Thế nhưng, ở thời Trung Cổ, điều ấy chẳng bỏ bèn gì. Thế nên, người ta đã sáng tạo ra một phương thức vô cùng ghê rợn. Một cái lồng mở, hở một bên, được gắn liền với cơ thể nạn nhân. Phía bên kia lồng, người ta đặt vào những con chuột to tướng cùng một thiết bị làm nóng. Để thoát khỏi cái lồng với sức nóng khủng khiếp, những con chuột buộc phải gặm nhấm cơ thể nạn nhân cho đến khi chúng thoát ra được. Hầu hết kết quả của hình phạt này là tử vong và với hàng tá những cơ quan nội tạng rơi vãi ở ngoài. Trong một số tài liệu ghi lại, tại một cuộc nổi dậy vào thế kỷ thứ 16 ở Tây Ban Nha, thì một tù nhân được tra tấn với hình thức này. Tuy nhiên, anh ta cũng bị nhét than nóng vào giữa lồng ngực sau khi lũ chuột đã đục khoét người anh ta. Số 2. Phanh thay. Cỗ máy này được thiết kế có hình chữ nhật, bộ khung làm bằng gỗ và hai thanh chuột đặt ở hai đầu, nơi hai tay và hai chân của người phạm tội sẽ bị cột chặt vào đó. Bên cạnh đó là một tay cầm được dùng như một đòn bẩy để di chuyển các thanh chuột lên xuống. Khi các thanh chuột lên xuống, khớp xương của người nằm trên đó cũng bị kéo căng ra theo. Và khi bị kéo căng hết mức, nó sẽ dẫn đến các hiện tượng đứt các cơ, xương sụn của người nằm trên đó. Số 1. Vòng lửa. Đây là một kiểu hỏa thiêu thường thấy ở Nam Phi và được phổ biến cho đến tận ngày nay. Vòng lửa, tức là dùng một chiếc lớp bằng cao su, đổ xăng vào bên trong người nạn nhân ở ngực và tay, sau đó châm lửa đốt. Về mặt khoa học, cơ thể người sẽ cháy như một ngọn đuốc được tẩm dầu và phải mất đến 20 phút thì nạn nhân mới hoàn toàn tắt thở. Hình thức tra tấn này được dân chúng sử dụng ở thế kỷ thứ 17-18 để trừng phạt những kẻ phạm tội trộm cắp hoặc hiếp dâm. Năm 2002, trùm ma túy người Brazil đã từng dùng hình thức tra tấn này để hành quyết một nhà báo Tim Global. Sau khi hắn bắt cóc anh, chặt đứt chân tay, lồng các bánh xe qua người anh rồi châm lửa đốt. Trên đây là video top 10 hình thức tra tấn dã man nhất trong lịch sử thế giới. Nếu các bạn thấy hay thì mời bạn like và share. Để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ kênh Daily AZ, mời bạn nhấn nút đăng ký ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.